Thưa quý vị và các bạn, sau khi rời hội nghị thượng đỉnh NATO để đến Anh vào tối hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Theresa May. Một trong những nội dung dự kiến sẽ được hai nhà lãnh đạo tập trung thảo luận là thiết lập thỏa thuận thương mại tự do trong tương lai sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Dù vậy, triển vọng về một thỏa thuận như vậy được đánh giá là chưa rõ ràng. Trong bối cảnh nội bộ chính phủ Anh đang ở trong tình trạng rất bấp bênh sau sự ra đi của hàng loạt nhân sự cấp cao để phản đối kế hoạch Brexit. Trong khi đó, quan hệ giữa Anh và Mỹ thời gian qua cũng không được như kỳ vọng kể từ thời điểm bà Theresa May thăm Mỹ khi ông Donald Trump vừa nhậm chức. Xét cả thực trạng và triển vọng tương lai, nhiều ý kiến nhận định chuyến thăm Anh lần này của Tổng thống Mỹ mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn là thực chất. Cuộc trao đổi với Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ sẽ phân tích cụ thể hơn vấn đề này. Xin chào anh Phạm Huân ạ. Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa anh Phạm Huân, Tổng thống Mỹ Donald Trump sang thăm Anh sau rất là nhiều lần trì hoãn với những cái lý do khác nhau. Và nhận định về chuyến thăm này thì có ý kiến cho rằng là chuyến thăm mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn là thực chất. Vậy thì quan điểm của anh về cái nhận định này như thế nào ạ? Mặc dù cuối cùng chuyến thăm Anh của Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối cùng cũng được thực hiện sau một số lần bị trì hoãn, tuy nhiên thì đây không phải là cái chuyến thăm chính thức cấp nhà nước. Thủ tướng Anh Theresa May thì đã mời Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Anh chính thức cấp nhà nước khi bà trở thành lãnh đạo đầu tiên trên thế giới đến thăm Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hồi tháng 1 năm 2017. Tuy nhiên cái lời mời này thì sau đó đã chuyển thành chuyến thăm và làm việc chính thức sau khi công chúng Anh phản đối mạnh mẽ cái chuyến thăm của Tổng thống Trump và các nghị sĩ Anh thì quyết định không đồng ý để ông Trump có cái cơ hội phát biểu trước Quốc hội Anh. Cái điều này cho thấy rằng là ông Trump không thực sự được chào đón ở Anh và đây thì cũng là một trong những cái lý do ông trì hoãn thăm Anh. Chuyến thăm của Tổng thống Trump thì diễn ra vào cái thời khắc khó khăn của nước Anh khi nước Anh hay là chính trường nước này thì tiếp tục bộc lộ cái chia rẽ gay gắt về kế hoạch Brexit. Do đó mà chính phủ Anh rất cần tới cái sự hiện diện của ông Trump, một phần vì Anh mong muốn có thể nhanh chóng ký kết thỏa thuận thương mại với Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu. Chuyến thăm của ông Donald Trump thì diễn ra trong cái bối cảnh hai bộ trưởng kỳ cựu trong nội các Anh từ chức vì phản đối cái kế hoạch Brexit mềm của bà Theresa May đối với cái vấn đề thương mại giữa Anh và Liên minh châu Âu. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump ủng hộ Brexit cứng, thậm chí ông Donald Trump còn tuyên bố rằng là Brexit càng cứng thì triển vọng Anh đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ lại càng cao. Có thể nói rằng là chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump trước hết là để rà soát lại mối quan hệ đặc biệt giữa Mỹ và Anh, hai nước đồng minh nhưng đã có nhiều cái khác biệt trong thời gian qua. Vâng, chúng ta biết rằng là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức thì bà Theresa May là lãnh đạo đầu tiên trên thế giới tới thăm nước Mỹ, kéo theo những cái dự đoán về sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước. Thế nhưng mà giới phân tích cho rằng cái mối quan hệ Mỹ-Anh kể từ thời điểm đó đến nay nó đã không phát triển được như kỳ vọng. Vậy thì anh có ý kiến như thế nào về cái nhận định này ạ? Trên thực tế thì mặc dù là đồng minh thân cận giữa chính phủ Mỹ và Anh thì có rất nhiều khác biệt trong vấn đề chính sách. Kể từ khi ông Trump lên nắm quyền thì Thủ tướng Anh Theresa May cũng đã nhiều lần công khai bất đồng về các cái quyết định của ông Trump như là việc từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran, di rời sứ quán Mỹ tới Jerusalem và ban hành lệnh cấm nhập cư vào Mỹ đối với công dân một số nước Hồi giáo. Việc ông Trump đăng tải lại một cái thông điệp của phó lãnh đạo đảng cực hữu Britain First, người đã bị giam tù vì liên tục quấy rối về tôn giáo trên Twitter thì đã dẫn tới cái làn sóng lên án trên toàn nước Anh. Gần đây nhất thì cái việc chia rẽ các trẻ em di dân khỏi bố mẹ chúng tại biên giới Mỹ-Mexico thì cũng đã làm dấy lên những cái lời kêu gọi Thủ tướng May phải hủy bỏ chuyến thăm của ông Trump. Phía chính phủ Anh thì không thể hài lòng khi ông Trump gián tiếp cổ suý cho những cái lực lượng cực hữu và dân túy ở Anh, cũng như là tỏ ra không mặn mà đáp ứng yêu cầu của Anh về gây dựng mối quan hệ đối tác đặc biệt song phương, giúp Anh bù đắp những cái tổn hại về kinh tế và thương mại do Brexit, tức là việc nước Anh ra khỏi EU gây ra cho nước Anh. Không những vậy thì Tổng thống Trump cũng không thực sự coi trọng cái mối quan hệ đồng minh với các nước, trong khi theo đuổi cái chính sách nước Mỹ trên hết với cái mối quan tâm là tập trung chủ yếu vào kinh tế. Việc ông Trump tuyên bố đánh thuế nhập khẩu đối với nhôm và thép của Liên minh châu Âu thì cũng đã gây ra nhiều sự phản đối và bức xúc của các nước, trong đó có cả Anh. Hình ảnh Tổng thống Donald Trump thì đã trở nên rất xấu trong công chúng Anh, những người luôn xuống đường phản đối mỗi khi có thông tin ông sẽ sang thăm Anh. Do đó có thể thấy rằng là cái mối quan hệ giữa Anh và Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền thì đã không tiến triển như kỳ vọng, thậm chí là còn xuống dốc. Và cái chuyến thăm Anh lần này của ông Trump chính là một cái phép thử cho quan hệ giữa hai nước.
Vâng thưa anh, theo như dự kiến thì một trong những nội dung trọng tâm trong cuộc gặp sẽ diễn ra hôm nay giữa ông Donald Trump và bà Theresa May đó là đàm phán về các thỏa thuận thương mại giữa hai nước thời hậu Brexit. Nhưng trong cái bối cảnh mà nội bộ chính phủ Anh đang rất là bất đồng về Brexit như hiện nay thì anh đánh giá như thế nào về cái triển vọng hợp tác thương mại giữa hai nước trong thời gian tới ạ? Thủ tướng Anh Theresa May thì luôn theo đuổi một cái thỏa thuận thương mại với Mỹ thời kỳ hậu Brexit. Còn bản thân Tổng thống Donald Trump thì chắc chắn ông cũng muốn một cái thỏa thuận thương mại song phương với Anh. Ông Trump là người luôn chỉ trích các cơ chế thương mại đa phương và đã từng rút Mỹ khỏi TPP, thờ ơ với việc thúc đẩy Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư Mỹ-EU và đang trong cái quá trình tái đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ. Ông Trump luôn theo đuổi cái chính sách nước Mỹ trên hết với trọng tâm đảm bảo lợi ích quốc gia trong chính sách ngoại giao và kinh tế. Chính quyền ông Trump thì thậm chí đã trao đổi với chính phủ Anh về thực hiện một cái thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Anh thời kỳ hậu Brexit. Khi tiếp Thủ tướng Theresa May tại Nhà Trắng đầu năm 2017, thì ông Trump từng tuyên bố rằng hai nước sẽ sớm đạt được một thỏa thuận thương mại tự do và đây sẽ là một thỏa thuận lớn. Quan điểm của ông Trump thậm chí còn nhận được cái sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ cả Nhà Trắng và Quốc hội. Do đó, một khi được đưa ra thảo luận và bỏ phiếu, thì chắc chắn cái thỏa thuận này sẽ không gặp nhiều cản trở. Ông Trump thậm chí còn tuyên bố sẽ đem tới món quà là thỏa thuận thương mại với Anh. Một thỏa thuận thương mại tự do thì sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế lớn thứ nhất và thứ năm thế giới. Anh là nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp lớn nhất của Mỹ và các công ty của Anh có hơn 1 triệu lao động Mỹ. Trong khi đó, các công ty Mỹ tại Anh có khoảng 1,25 triệu lao động là người Anh. Anh cũng là đối tác thương mại dịch vụ lớn nhất của Mỹ. Trong khi đó, tổng tài sản của các công ty của Mỹ ở Anh là 5.000 tỷ đô la, chiếm tới 22% tổng tài sản các công ty Mỹ ở nước ngoài. Tuy nhiên, viễn cảnh và lợi ích tích cực như vậy, nhưng hiện tại để đạt được một cái thỏa thuận song phương ngay lập tức là không thể, mặc dù là nội dung các cái cuộc thảo luận trong chuyến thăm của ông Trump có thể sẽ đề cập tới cái vấn đề này. Lý do là nội bộ nước Anh còn nhiều mâu thuẫn trong vấn đề Brexit. Đây là một cái vấn đề lớn mà Thủ tướng Theresa May cần phải tập trung giải quyết. Thậm chí là Ngoại trưởng Anh Boris Johnson và Bộ trưởng Brexit David Davis thì đã từ chức do bất đồng quan điểm với Thủ tướng về kế hoạch rời EU. Cái sự ra đi của các quan chức này thì đã đẩy Thủ tướng May vào cái tình thế khó khăn và có thể dẫn tới một cái khủng hoảng toàn diện cho nền chính trị Anh. Do đó thì đây mới là cái vấn đề mà Thủ tướng Theresa May cần quan tâm trước mắt. Vâng, xin cảm ơn anh Phạm Huân về những phân tích vừa rồi.